Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 3 dương lịch, ngày 1 tháng 3 năm 2016. Và sau kỳ nghỉ Tết dài ngày thì hiện nay đến ngày hôm nay là xưởng của Đồ Gỗ Đức Hiền đã hoạt động trở lại bình thường. Và cái dịp đầu năm này thì là chúng tôi đang dồn lại tất cả những cái mặt sập mà đã làm từ năm kia, năm ngoái. Mình dồn hàng đống để lâu nó đã khô kiệt và bây giờ đang phải tháo tung ra để dồn lại để cho nó bén khít và để chuẩn bị cho một cái mùa tiêu thụ mới của trong năm nay. Thế thì cái vùng nghề của chúng tôi thì cũng rất nhiều đơn vị làm sập, nhưng mà riêng Đồ Gỗ Đức Hiền lúc nào cũng có độ 40 đến 50 chiếc sập ở trong nhà. Chúng tôi dự trữ rất nhiều hàng và đặc biệt là những cái hàng vân đẹp là được ưu tiên dự trữ. Những cái cây gỗ nào đẹp nhất là dù đắt tiền chúng tôi cũng mua để sản xuất ra những sản phẩm. Đây ví dụ như những cái mặt sập mà vân như là gỗ mun như thế này. Những cái sập mà vân đẹp như này thì hiện nay tôi đang còn hơn chục cái, cả mét 6, mét 7, mét 8, chắc là phải hơn chục cái. Đây bên này là cái mét 8 đây, vân cực kỳ đẹp luôn. Và đây chúng tôi đang quay ở phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi, còn bên kia là khu B. Ngày nắng đã lên và cái trưa một ngày Tết thì cũng đã hết công việc trở lại với thường nhật. Bên kia là một chiếc 1m6 chọn vân khách đã ký, còn bên này cũng thế. Bên này trông thế này thôi nhưng mà đây là một chiếc sập vân rất đẹp. Đây là mặt quay mặt trái thôi, nhìn gần lại quý vị xem. Đức Hiền trân trọng kính mời quý vị bớt chút thời gian về trực tiếp tại xưởng của Đức Hiền để xem. Hiện nay chúng tôi đang lắp sẵn lên chừng độ 15 cái lắp thành phẩm rồi, lắp ở tầng 1 khu B bên kia. Đây khu B bên kia đây. Thế còn những cái mà đang tháo rời, do là mình cũng không có đủ chỗ để lắp hết được, những cái đang tháo rời thì có rất là nhiều. Và chủ yếu là các loại sập chọn vân đẹp và dạ trơn. Bởi vì những cái dạ mà đục chạm chi chít thì ở đây cũng có sản xuất nhưng mà tiêu thụ nó chậm, cho nên là chúng tôi làm nó ít hơn. Đây bên trong vẫn còn những cái mặt sập khác mà để đã mạng nhện đã bám vào từ lâu. Đây tôi quay gần quý vị xem. Bởi vì cái ván mặt sập nó quá lớn và cái tỷ lệ co ngót nó nhiều, cho nên là đây quý vị xem này, tôi thò ngón tay này, nó đang co ngót hết cả ván đây, cho nên phải có một cái động tác dồn. Cho nên nếu có điều kiện là chúng tôi do là điều kiện mình mua được nhiều gỗ, nhân công tốt và cái mặt bằng để dự trữ nó tốt, cho nên chúng tôi thường làm ra một lúc rất là nhiều và dự trữ. Đây tôi đang đi đến gần cái đây này, ví dụ như những cái mặt sập để lâu, quý vị nhìn thấy nó có cái khe hở thế kia là chúng tôi đã để quá lâu rồi, để rất lâu và nó đã co ngót hết rồi, bây giờ chỉ được dồn lại và sơn lên là bến nhà khách hàng hầu như không phải dồn lại nữa. Báo cáo sơ bộ đầu năm như vậy, cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau. Đồ gỗ Đức Hiền.com và số điện thoại 0984 666 999, hoặc quý vị có hỏi cái gì mà cần nhắn tin qua Zalo hoặc Viber thì nhắn vào số 0967 666 111, hoặc truy cập vào Facebook của Đồ Gỗ Đức Hiền để tìm Đồ Gỗ Đức Hiền hoặc tìm theo số điện thoại 0984 666 999. Xin cảm ơn.